để làm bông hoa heo nhé. Thứ nhất là chúng ta phải cần có len. Len chúng ta cần có 3 màu, đó là màu da này, màu thứ hai là màu lá là màu xanh nha. Đó. Và thứ ba chúng ta cần đó là một ít len màu trắng để làm tai thỏ. Chúng ta cần có kim móc, mình dùng kim móc 2mm nhé, kim đánh dấu dòng, một chiếc kim câu len, một ít kẽm này là để làm lá nhé, làm lá. Thố mình dùng 6mm và một cây kẽm cành để làm cành. Ngoài ra mình còn dùng một ít bông ngòn để nhồi nhé. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu và hướng dẫn mọi người nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng len màu da để móc phần đầu trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó lên một bính. Chúng mình sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó chúng ta sẽ kéo chặt vòng tròn lại. Móc thố mọi người sẽ không kết hàng nhé, mà chúng ta sẽ móc theo vòng xoắn ốc. Tại chân mũi đầu tiên, chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn trong một chân. 1. Mọi người đánh dấu vào nhé. Mình sẽ quy ước 2 mũi đơn trong một chân, mình sẽ gọi là mũi V. Một mũi đơn mình sẽ gọi là mũi X. Chat mình ghi ở trên màn hình, mọi người sẽ móc theo mình nhé. Vòng hàng thứ hai thì chúng ta sẽ móc 6 mũi V. 2 mũi V, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ tháo viên ra. Bắt đầu hàng thứ ba nha. Hàng thứ ba thì mũi đầu tiên chúng mình sẽ móc mũi X. Và tại chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi V. Tức là 2 mũi X trong một chân. Mọi người đánh dấu vào nha. Đánh dấu vào chân mũi đầu tiên. Tại mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi X. Mũi tiếp theo sẽ móc một mũi V. Ở hàng này chúng ta sẽ móc 1X, 1V cho đến hết hàng nhé. Đây là sang hàng thứ 3. Bắt đầu sang hàng thứ 4. Tại chân mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc 1 mũi X. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 1 mũi V. Chân tiếp theo chúng ta lại móc 1 mũi X. Chúng ta đánh dấu vào nhé. Đánh dấu vào chân mũi đầu tiên. Tại hàng thứ tư này chúng ta sẽ móc 1X, 1V và 1X lặp đi lặp lại cho đến hết hàng nha. Cặp thứ hai là 1X, 1V. Các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng nha. Xong hàng thứ tư nha. Bắt đầu sang hàng thứ năm. Tại chân mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc 1 mũi X. Chân mũi tiếp theo chúng ta móc 1 mũi X. Đánh dấu vào. Chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc 1 mũi X. Chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc 1 mũi V. Hàng thứ năm này chúng ta sẽ móc 3x1v, tức là móc 3 mũi đơn liên tiếp sau đó đến một mũi tăng nha. Tiếp cặp thứ hai là 3x này, 1x này, 2x, 3x, 1v. Chúng ta sẽ lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ năm nha. Sang hàng thứ sáu chúng ta sẽ không tăng mũi nữa. Chúng ta sẽ móc toàn bộ là mũi x hết nha, mỗi chân mũi một mũi x nha. Chúng ta đánh dấu vào.
tại mỗi một chân chúng ta sẽ móc một mũi đơn, móc đến hết hàng. Hàng 6 và hàng 7 đều không tăng mũi, đều móc như vậy nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau tại cuối hàng 7. Kết thúc vòng thứ 7 nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ 8. Tại hàng thứ 8, mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi X. Mũi tiếp theo chúng ta móc một mũi X. Đánh dấu vô. Mũi bên cạnh, mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi V. Mũi tiếp theo là một mũi X. Mũi bên cạnh sẽ là một mũi X nữa. Tại hàng thứ 8 này chúng ta sẽ móc 2X, 1V và 2X. Chúng ta sẽ móc theo cặp như vậy nha. Tiếp theo sẽ là 2 mũi X, 1 mũi V. Và 2 mũi X. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nhé. Kết thúc hàng thứ 8 nha. Chúng ta sẽ bắt đầu sang hàng thứ 9. Hàng thứ 9 và hàng thứ 10 chúng ta sẽ không tăng mũi. Mỗi một chân chúng ta sẽ móc một mũi X nhé. 1 2 3. Đánh dấu vào. Mỗi một chân chúng ta sẽ móc một mũi X. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại hàng thứ 10 nhé. Cuối hàng thứ 10 nha mọi người. Kết thúc hàng thứ 10 nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu hàng thứ 11. Ở hàng thứ 11, chúng ta sẽ móc 10 mũi đơn liên tiếp. 10 mũi X nha. 1 2 3. Đánh dấu vào. 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta sẽ móc tiếp tục 5 mũi V liên tiếp. 1 mũi V, 2 mũi V, 3 mũi V, 4 mũi V, 5 mũi V, 5 mũi V. Sau đó chúng ta lại móc 6 mũi X liên tiếp. 1 2 3 5 6. Rồi. Tiếp theo là 5 mũi V. 1 2 2 mũi V, 3 mũi V, 4 mũi V, 5 mũi V, 5. Còn lại chúng ta sẽ móc 10 mũi X. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Sau hàng thứ 11, từ hàng thứ 12 đến hàng thứ 15 chúng ta sẽ không tăng mũi nha. Tức là mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi. 1 2 3. Mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi X nha. Mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối hàng thứ 15 nha. Chúng ta móc xong hàng thứ 15 rồi nha. Bắt đầu móc hàng thứ 16. Chúng ta sẽ móc 10 mũi X liên tiếp.
mỗi chân mũi sẽ là một mũi đơn nhé. Một, hai, ba. Các bạn nhớ đánh dấu vào nhé. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Tại đây chúng ta sẽ bắt đầu móc mũi giảm nhé. Chúng ta sẽ móc 5 mũi giảm liên tiếp. Mình sẽ hướng dẫn mọi người móc mũi giảm ẩn nhé. Vì móc thú chúng ta móc mũi giảm ẩn sẽ rất là đẹp. Đầu tiên các bạn nhìn thấy có hai cạnh, một mũi sẽ có hai cạnh ngoài và cạnh trong đúng không? Chúng ta sẽ lấy ngay là cạnh ngoài nhé. Mũi giảm chúng ta sẽ lấy ngay là cạnh này, rồi uốn kim lấy tiếp sang mũi bên cạnh, lấy len qua cả hai mũi, rồi và móc mũi đơn như bình thường. Một, chúng ta đã được một mũi giảm. Tiếp theo chúng ta lấy len là cạnh ngoài nhé. Đó, sau đó uốn kim lấy thêm một cạnh ngoài nữa, rồi lấy len qua, lấy len qua, chúng ta được mũi thứ hai. Tiếp tục các bạn móc thêm 3 mũi nữa. Mũi thứ 3 này. Mũi thứ 4 này. Mũi thứ 5. Sau 5 mũi giảm, chúng ta sẽ móc tiếp tục đến 6 mũi X. 1, mỗi chân một mũi đơn. 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 5 mũi giảm liên tiếp. Một mũi giảm, hai mũi giảm, ba mũi giảm, bốn mũi giảm, năm mũi giảm. Còn lại chúng ta sẽ móc 10 mũi x, 10 mũi x nha mọi người. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Kết thúc hàng thứ 16, bắt đầu đến hàng thứ 17. Rồi, tại chân mũi đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi đơn, một mũi x, hai mũi x. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi x nữa. Rồi, chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi giảm. Các bạn đánh dấu vào nha. Tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi x, trên bên cạnh móc một mũi x nữa. Tại hàng thứ 17 này chúng ta sẽ móc 2 mũi x, một mũi giảm A và tiếp tục là 2 mũi x. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cho đến hết hàng. 2 mũi x này, 1 mũi A, 2 mũi x. Các bạn sẽ móc như thế cho đến hết hàng nha. Vậy là mình đã móc xong hàng thứ 17 nha. Chúng ta tiếp tục móc đến hàng thứ 18. Tại chân mũi đầu tiên các bạn sẽ móc 1 mũi x, chân mũi bên cạnh móc 1 mũi x, chân mũi bên cạnh móc 1 mũi x nữa. Đánh dấu vô.
Vậy là chúng ta đã được 3 mũi x. Chúng ta sẽ móc tiếp một mũi giảm. X 1A nha. Ở hàng này chúng ta sẽ móc 3X 1A, 1X, 2X, 3X, 1A. Đó, chúng ta sẽ móc 3 mũi X và 1 mũi A, móc liên tiếp cho đến hết hàng nha. Rồi nha, đây là chúng mình đã kết thúc hàng thứ 18. Chúng ta bắt đầu móc hàng thứ 19 nhá. Tại hàng thứ 19 này, mũi đầu tiên, tại chân mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc 1 mũi X. Trên mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi x. Các bạn nhớ đánh dấu rồi nha. Đó, tại đây chúng ta sẽ móc một mũi x, một mũi giảm và một mũi x. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng thứ 19 nhá. Mọi người kéo len lên và chúng ta bắt đầu nhồi vông nhé. Khi mà nhồi vông mọi người không nên nhồi nhiều, mọi người sẽ nhồi ít một. Sau khi nhồi bông xong, chúng ta sẽ bắt đầu móc hàng tiếp theo nha. Tại chân mũi đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn sẽ móc một mũi A, một mũi giảm. Tại chân mũi tiếp theo, chúng ta sẽ móc một mũi. Ở hàng này chúng ta sẽ móc một mũi x và một mũi giảm liên tiếp cho đến hết hàng nha. Thúc hàng thứ 20 chúng ta sẽ kéo lên lên. Và sau đó mọi người cắt để lại một đoạn dài nha. Khoảng tầm 30cm gì đó để chúng ta còn móc một hàng nữa. Nhưng mà sau khi chúng ta nối cạnh và chúng ta sẽ móc tiếp nha. Đó là mình sẽ hướng dẫn mọi người làm bàn tay nha. Mình vẫn dùng đen màu da. Đầu tiên là mình sẽ dùng tạo màu chấm mặt. Lên một bính. Chúng ta sẽ móc vào trong vòng xoắn mắt thật 6 mũi. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi V. Đánh dấu vào. Chúng ta sẽ móc ở hàng này là một X, một V. Móc lần lượt cho đến hết hàng nha. Sang hàng thứ 3 chúng ta sẽ móc một mũi X tại chân đầu tiên. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi V. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi X. Tại hàng thứ 3 này chúng ta sẽ móc 1X, 1V và 1X. Móc liên tiếp cho đến hết hàng. 1X này, 1V. Chân bên cạnh móc 1X tiếp. Các bạn đánh dấu rồi nha. Đánh dấu vào mũi đầu tiên nha. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 1V. Các bạn móc 3X 1V. 3X 1V đến hết hàng nha. Đánh dấu vào và một mũi giảm.
Chân mũi thứ hai, các bạn sẽ móc một mũi ích. Chân mũi bên cạnh, các bạn sẽ móc một mũi ích. Chân mũi cuối cùng, chúng ta sẽ móc 3 mũi ích chung ở chân.
đưa xuống một đường. Sang bên cạnh mũi nữa. Rồi sau đó các bạn dấu chỉ hoặc là cắt luôn được. Chúng ta sẽ dùng lên một dây bình không làm. Đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình một dây bình 12 bình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Từ chân mũi thứ hai các bạn sẽ móc cho mình một mũi X. Trên bên cạnh các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Lấy liên đâm vào chân kim, lấy liên lên, sau đó lấy liên đưa cho hết cả ba vòng liên trên chân kim nhé. Đó chính là mũi lửa kép. Trên bên cạnh các bạn móc cho mình mũi kép đơn. Mỗi chân mũi các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn. Hai mũi kép đơn này, bảy mũi kép đơn. Tại chân tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Trên còn lại các bạn sẽ móc cho mình một mũi. Rồi các bạn sẽ móc đối xứng cạnh còn lại như vậy nhé. Tại chân móc rồi móc móc một mũi X. Chân tiếp theo móc một mũi nửa kép. Bảy chân tiếp theo các bạn sẽ móc mũi chân móc mỗi chân một mũi kép đơn cho mình nhé. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép ở chân tiếp theo và một mũi X là chân cuối cùng. Đã xong chiếc lá nhá. Đây chúng mình một lần thể nhỏ lần nữa. Rồi các bạn sẽ lẹp cái thép này vào xung quanh viền lá cho mình bằng mũi X nhá. Các bạn sẽ móc xung quanh bằng mũi X cho mình. Chân đầu tiên lên một bình và cắt cắt đen giúp mình đó cắt đen lên. Vậy là chúng ta đã xong chiếc lá nha. Các bạn giãn ra khi mà các bạn lẹp tiếp thì các bạn có thể điều chỉnh được lá tùy thích. Cắt đen đằng sau này chúng ta cắt đi. Các bạn móc một chiếc lá tương tự như chiếc lá này nhá. Móc xong hai chiếc lá nhá, mình sẽ tiến hành xong các bạn sẽ lên một bính và cắt len nha. Các bạn sẽ để một đoạn này, các bạn sẽ khâu lên. Các bạn sẽ khâu chắc vào đây. Xong mọi người sẽ lên lên xanh, quấn luôn vào cho mình. Mình tiếp dùng len này, màu này.
trên bên cạnh chúng ta sẽ móc một mũi x. Ở hàng này chúng ta sẽ móc một x một v liên tiếp cho cái đáp của mình nhé. Giờ hàng thứ ba chúng ta sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc mỗi chân mỗi mỗi chân một mũi x nha. Chúng ta sẽ móc trên mũi x. Trên mũi tiếp theo các bạn sẽ móc mũi V. Rồi em một mũi X. Các bạn sẽ móc ở đây các bạn sẽ móc là một X, một V và một X. Lặp đi lặp lại nhé. Một X này. Một V này. Các bạn móc đến chân mũi cuối cùng, các bạn hãy trượt vào chân mũi đầu tiên bên đây để chúng ta khép lại vòng tròn lên một mình và cắt lẻ. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ gắn mắt và mũi của heo vào đầu heo là xong nhá. Chúng ta sẽ dùng keo lến để gắn. Mình đã gắn mắt và mũi xong nha. Bây giờ mình sẽ đeo tai thỏ cho đầu heo. Đó. Các bạn chỉ cần đeo vào là xong, nhìn rất là xinh luôn. Đã xong, mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Mọi người thích móc hoa gì hoặc con gì thì hãy comment xuống bên dưới để mình ra clip tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.